Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đồng hành cùng với mình đó là hai thanh niên. Chào mọi người đi nào, hai thanh niên ơi. Hello, hello mọi người. Đấy thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với cái mini game cuộc thi của mình các bạn ạ. Đó thì ngày hôm nay bạn thấy không, có rất là nhiều block ở trên cao. Thì hôm nay chúng ta sẽ tham gia một cái cuộc thi, đó là cuộc thi ai là người gọi là nhảy cao nhất ở trong Minecraft. Đó thì thôi, nhảy thôi bạn, nhảy thôi. Nhưng mà à đây có block thấp này đó các bạn không? Nói chung ý là cái này chúng ta sẽ phải đi ăn những cái block này và mình sẽ được nhảy được tăng level lên và chúng ta sẽ được nhảy cao hơn nữa. À, thì mới ăn được block trên cao, chứ còn mấy block thấp thì úi trời mấy level nào thôi. Ngoài cao lắm. Úi giời, nhưng mà mình lượm được mấy block ở dưới ngon quá bạn ơi. Ngon canh, ngon canh. Úi giời kìa. Tôi thấy có một chỗ nha. Có mấy cái mỏm đất này nha. Úi béo. Ui có block sắc béo, nè. Béo liền. Ui 400. Ui ngẫu nhiên à. Thì nên nào ăn nó được nhiều cái này được sẽ được ngẫu nhiên các bạn ạ. Ngẫu nhiên. Ui 300. Ui giời. Ai đây rồi anh nên ăn ở đâu thế đây? Quay 5 triệu. Ui 400 xong mấy mà... cái sau tầng 50. Ôi giời ơi, thế là được rồi, thế là. Ui lại 400. Ui giời lại 57. Ui thì nên giàu quá bạn ơi. Trên này. Nha. Ok, tôi cai ở đây nhá, đừng có ai ra đây nhá. Cai ở đây luôn nhá. Núp cai quản khu này nhá. Đi cai nhá. Ôi. Ờ, người ta cai quản. Ôi. Cai quản. Đâu. Ôi giời ơi. Hình như mình nhảy cao hơn tí rồi bạn ơi. Chỗ này nhiều quá. Chết dở rồi, vanh dâu rồi. Chết dở rồi. Ôi giời ơi, đang đứng tiền nhiều thế. Ờ, rồi vanh chỗ này nó được nhiều tiền như đâu. Ờ, thanh niên hên quá các bạn ơi. Thôi không sao, tiền không quan trọng các bạn. Quan trọng là chúng ta phải nhảy cao. 400, wow. Xem nào, mình 1.800 rồi. 1.900, 2.000 đi. 2.000 thì mình sẽ về và mình về mà pep rồi các bạn ạ. Đấy, hiện tại là mình đang level 12 rồi. Hình như là cứ 15 hay là 10 level là chúng ta sẽ tăng được một cái gọi là nhảy cao một thêm một cấp độ mới sao các bạn. Đấy, thôi kệ thôi, bây giờ cứ về. Ui, may mắn. Ôi giời ơi, ui, thế nhưng được may mắn luôn hả? Thì may mắn. Mắn mà. Điều. Ghê ơi. Mà may mắn mà. Hôm nay nó đẳng cấp đấy. Rồi 800 luôn. Chết dở rồi bạn ơi. Gì? Đây. Nhận một block 800 luôn. Ui giời ơi. Con số gì đây anh em? Cái nhiều tiền quá các bạn ơi. Ok, chưa 1.000 là thế nào. Ôi giời ơi. No, chết dở rồi bạn ơi. Ngày hôm nay tôi hưởng hết sự đen đủi rồi. Quá đã Pepsi ơi. Ok, 300. Giọng hôm nay không phải là em. Cái ok, mình biết 50. Chỗ nào nó được nhiều rồi. À, mình biết chỗ nào được nhiều. Ui, thôi, nó thấy lúc cũng ra đây ăn ké thôi. Ăn chỗ cô Văn. Ờ, ăn chỗ Văn nhiều tiền lắm. Ui giời ơi. Đây, mình sẽ gọi là... Tính ra là chúng ta không nên ăn nhiều tiền các bạn ơi. Mình đang cần đó là cần level để nhảy lên cao ăn được nhiều hơn. Ừ. Mình sẽ để cho nó gọi là... Không, nhưng mà có tiền không về mở nhảy cao thì... Bắt đầu rồi nhỉ? Không à, ôi giời ơi, hình như hôm nay không có nhảy cao đâu, trời ơi. Không có nhảy cao? Không. Ờ, hôm nay chúng ta cũng tin nhảy, còn đòi nhảy cao đâu. Ui. Thì nhảy là chúng ta phải đi gọi là kiếm. Mấy cái này nó không lên được nhỉ. Ờ, vành cứ ở đấy mà ăn cái đấy đi. Tiền nó không giải quyết được vấn đề đâu. Ừ. Hay quá các bạn ơi. Tiền thì gái giúp được. Đấy, thấy không? Ông, nhưng mà phải có tiền thì mới mở cửa đâu chứ. Chả quan tâm. Núp hiện tại là núp cứ ăn mấy cái này để lấy level nhảy cao đó bạn ơi. Ui, mình level 23 rồi. Tự nhiên mình sẽ chưa dùng tiền mọi bạn. Đó, chiến thuật của mình đó là... Ui giời ơi, có nhảy cao chứ đã. Ui, bet thứ 2 5.000 mở luôn. Wow, mở ngàn được ngàn. Wow, quá đáng. Mở bet 2 5.000 luôn ạ. Máu đây. Ui, may mắn 2 luôn. Ui, trời. Xin đây. Nhà đi. Wow. Cái này ghê thật. Cái đó nó sai sai chứ. Ờ, thế này có hack không ta? Hack cái gì trời ơi. Trời ơi, rồi, quá đã. Thấy may mắn gì. Thấy chết giờ thế nên là nghi ngờ lắm nha. Nghi ngờ lắm nha. Là mua chuột trong tay nha. Ờ, nghi ngờ lắm nha. Hôm nay người ta may mắn. Không, nghi ngờ lắm các bạn ạ. Tôi là tôi nghi ngờ lắm. Ngoài khác là bao nhiêu level lần à? Trước anh không nghi ngờ thì thôi. Ủa đó, thanh niên mới được 14 à? Rồi. Mình gấp đôi bạn, mình được 37 rồi. Rồi. Ghê nhiều, ghê lắm. Ghê lắm đấy, các bạn thấy không? Cái mà mấy thanh niên ra. Ồ, đây, lên trên đây. Mình chỉ ăn mấy cái có chỗ có kinh nghiệm thôi.
À nhưng mà ờ đúng rồi, có tiền thì mở được cái gấp đôi kinh nghiệm. Ôi giời ơi, ok. Ua, xem nào, được 40 level chúng ta mới có nhảy cao 2 à? Ok, không sao. Ôi giời ơi, Vanh nhảy rất tẹt các bạn ạ. Ôi giời ơi. Không, Vanh gấp đôi kinh nghiệm mà. À, gấp đôi kinh nghiệm à, ok Vanh. Gấp đôi. Ôi giời ơi, 400 à, giàu đấy nhở. Ôi giời ơi, trừ 5.000, ok. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, thanh niên không nhảy được bờ lóc kìa. Phế thật sự các bạn ơi. Đây là cuộc thi kiếm tiền. À quên mất, cuộc thi nhảy cao chứ không phải cuộc thi kiếm tiền. Không, nhầm. Okay. Nhầm, đây là cuộc thi nhảy cao chứ không phải cuộc thi kiếm tiền, ok. Ui, mình bắt đầu nhảy cao hơn nữa các bạn ơi. Oh my god, đấy, bắt đầu đến thời kỳ hoàng kim của tôi rồi. Sắp nhảy cao rồi. Ôi, sắp rồi. Trời ơi, sắp thôi à. Giờ mới sắp thôi. Ui, mình nhảy cao lắm rồi bạn ơi. Ui dồi ôi, ăn không trượt phát nào. Ui dồi ôi, bạn thấy chưa? Thời tới cản không kịp. Ui dồi ôi, không. Âm mày cám dây xuống mất đi, trời ơi. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi, nhảy cao quá các bạn ơi. Ui dồi ôi. Đấy, chúng ta được 73 level rồi. Ui dồi ôi. Này không tới rồi. Phế chưa? Phế chưa? Ngồi đến bàn tiền. Úi giời ơi. Úi giời ơi, nhìn này. Úi giời ơi. Bay à, bay à, nhìn này, nhìn này. Úi. Bay nhìn này, núp núp nhảy hẳn lên trên xe là bắt cua xe này. Úi giời ơi, ghê không? Úi giời ơi. Ồ, làm gì làm đây, làm đi làm đây. Tiến hỏi sao bắt đầu bị tụt lùi rồi. Đấy chưa, nó bảo rồi mà. Ham ăn tiền vô. Ham lam. Ham lam. Ok bạn ơi, mình hiện tại level 85 rồi. Ui, nhảy cao level 5 rồi. Ui giời ơi. Nó nhảy cao level 1. Lên level bao nhiêu thì đội nhảy cao 2 đấy. Ồ, ai biết được, cứ tự kiểm tra đi. Lúc hình như là lúc đấy là 15 level các bạn ạ. Hình như 15 level chúng ta sẽ tăng. Ui, nhảy cao 6 rồi. Ui giời ơi. Ui ta. Đấy, các bạn thấy không? Mình cứ ăn nhảy cao đã. Xong đó thì, à quên mất ăn kinh nghiệm đã. Mà tăng nhảy cao tí nữa mình kiếm tiền sau bạn. Đấy, chúng ta gọi là có chiến thuật cả. Trời ơi. Ui giời ơi, nhảy không trượt phát nào các bạn. Ui giời ơi. Không không không. Mình level mấy rồi? 13. Okay. Mới 13. Đã 13. Ui giời ơi, đây 37 đây nè. Ui giời ơi. Ôi giời ơi. Này thì ham hố à? Ham hố với chúng tôi à? Tăng kinh nghiệm. À, x2 kinh nghiệm à? À, ghê nhở? Ghê nhở? Kinh nghiệm 2, wow. Đấy, thế thì được x2 kinh nghiệm xuống đấy thì nó nhanh hơn mọi người tí. Rồi, ok, thôi mình về mở thôi. Tầm này về mở tiền thôi bạn. 127 rồi, leo nhảy cao level 8 rồi bạn. Ôi giời. Nhẹ nhàng các bạn, không có gì. Đen lúc đầu thôi, nhưng mà sẽ... cộng 1.000, ok, lại cộng 1.000 ạ. Thải luôn hình như mấy tôi cảm thấy là tôi là toàn cộng với trừ tiền thôi bạn ơi. Thế dở rồi, đừng có thế mà. Ui, tăng tốc à, ok, tăng tốc cũng ngon. Tăng tốc cũng xịn mà. Rồi, là sẽ... level 20 rồi, sao vẫn nhảy cao 1 nhỉ? Ui, đây nhảy cao 3. Ôi, giấy dịch chuyển ạ. Ui, vô lý. Nhảy cao 3 rồi, yes. Ui, giời ơi. Thế nhỉ? Ui, giời ơi, dễ thế nhỉ? Ui, giời ơi. Kiếm tiền nào. Úi rồi bên này kiếm tiền 100 đồng một ở trên này một block này các bạn ơi. Ôi xem nào trên này. Ui rồi 400 à, ai à, nhiều gớm nhở. 300 à, đấy tôi nhảy cao quá rồi. Cao 2 rồi. Úi rồi, úi rồi 300 bạn ơi. Úi rồi kiếm tiền. Úi rồi, hà chứ. Cao quá, cao quá các bạn ơi, cao quá. Ui rồi, quá cao. Đấy, chiến thuật của chúng ta bây giờ. Nhảy ăn 400 đơn giản các bạn. Ui dồi ôi. Không cần gì phải khó các bạn thấy không? Ui dồi. Xin các bạn ơi. Uy tín. Rồi, ok bạn ơi. Thế nào, 5.000 để mở cái kia. Từ nhá. Mình sẽ... Ui, tăng kinh nghiệm à. Ui dồi, lại còn được tăng kinh nghiệm nữa. Ui dồi, lại... sao nhìn giờ hơn lại kìa. Thế này là hỏng rồi. Hết cái gì đó. Tôi mở 3 con pet được bạn. Vanh cũng lên được rồi. Rồi, rồi. À, Vanh được nhảy cao lên vùng mấy ạ? Ui dồi. Xin các bạn ơi. Level 51 rồi. À, là level 51 rồi á. Ghê ơi. Có tăng kinh nghiệm lên phải nhanh. Ghê ơi. Ok bạn ơi, không sao cả. Ui. Chúng ta sẽ xem nào. Đúng đợt nè hả? Đúng đợt mới gọi Baro à? Baro, tầm này Baro nhảy mà xem. Mình chưa có may mắn nên đâm ra hơi ít tiền. À đúng chứ. Chưa có may mắn đâu bạn. Ui dồi ôi, lại trừ 5.000 là thế nào?
Ôi giời ơi, quá đã luôn. Vô lý các bạn, không thực tế. Đây. Ôi giời ơi, bạn thấy cao bằng em không? Ôi giời ơi. Nhảy. Rồi, ok bạn. Em là 74 rồi. Mở tiếp. Đây là vòng trăm rồi. Không có gì cả bạn. Nào, mình xem nào. Ui trời ơi, may mắn hai đi rồi. Oh yeah. Thời tới rồi, bạn bỏ qua luôn may mắn một. Trời ơi. Thứ tiên tập này. Ui trời ơi, các bạn thấy không? Tôi nhảy cao gọi là max level luôn đấy. Ui trời ơi, max level đây rồi. Và xem nào, cánh cửa tiếp theo là cần 50.000 phải không? Ok, 50.000. 50.000 thì 50.000. Ôi giời ơi. Cửa tiếp theo 50.000 là nhiều đấy. Ô, trời ơi, kiếm mấy đâu? 50.000 đơn giản. Đấy, nhiều gì đâu. Đó, mỗi lần lúc ăn ở đây được 1.000 nè, 1.300 nè. Quá đã luôn. Trời ơi, mỗi lần ăn 1.200, 1.300 luôn bạn ơi. Ui giời. Ui giời. Cái gì vậy? Ôi giời, quá đã luôn. Cái gì tiếng chưa ta? Giấy di chuyển, giấy di chuyển về nhà đấy. Ôi giời ơi. Trời, chứ sao fan số phải xui thế nhờ. Xui từ hôm qua tới hôm nay. Cũng bình tĩnh thôi. Ông lúc nào Khang trả xui. Trời ơi. Là thế. Nói nghe nhói lòng chứ ta. Lúc nào Khang trả xui. Ui, hai mấy nghìn rồi bạn ơi. Hai, à đâu, được 20.000 rồi. Ôi sợ. Ông mới 19.000. Ờ, thì đấy, làm tròn đấy được chưa? 20.000 được chưa? Trời ơi. Rồi ok, tập này là mình chỉ only one ăn tiền thôi. Bởi vì là mình đã nhảy cao mắc ở cái level đầu tiên rồi. Đấy, ngon ngay bạn, 27 ngay, 28, 29, 30 ngay. Úi giời ơi. Rồi tạm biệt Khang nhá. Tạm biệt Khang nhá. Nghe con level bao nhiêu mà sao tạm biệt. Ơi, sắp qua rồi, trời ơi. Bao nhiêu, level bao nhiêu. Tạm biệt Khang. Level 114 rồi. Ui giời, 250 rồi. Rồi, level người ta chỉ level đủ để qua kia thôi. À hả? Cần gì phải cao quá tí không không ăn được. À ok, đúng rồi, nghe vanh đi. Ui giời, à, cái điên này không sao, bên kia cứ đi ra đây cạnh tranh người ta là thế nào ấy nhỉ? Khu này, nãy nó bảo bên kia có nút nha. Trời ơi, nút bảo chứ, chứ nút có qua đâu. Nút không biết gì đâu. Ok bạn ơi. Thôi, núp qua bên kia đây, tạm biệt hai chàng trai nhá. Ôi trời ơi, vành mới được 27.000 thế này. 50.000 cộng 100 level, ok. Chúng ta đã qua bên này vùng đất mới rồi. Wow. Được tăng tiền này. Wow, chúng ta, à, bên này có mẹo. Bên này có mẹo bạn ơi, bên này có cái. Đấy, có mẹo. Mẹo, thanh niên hack đấy, thanh niên hack. Ok, à, không hack, không hack. Trời ơi, tính ra bên này là không phải có mèo mà là có lợi thế rồi. Chứ tăng tốc làm cái gì? Thấy bạn thấy không? Ui, tốc chạy cho nhanh, trời ơi. Rồi ôi. Ôi, con pet tiếp theo là cần bao nhiêu tiền nhỉ? 50.000. Hình như 50.000 đấy. 50.000 à? Ok. Quyết đấy này. Nè. Không phải 50 à? Bao nhiêu đây? Tự nhìn đi, anh đi gần quá tôi. Thả đúng chứ, hình như 25.000. Qua đây, bay Khang nhá. Ha. Ở đó chứ mình nhá. Đây ai? Ủa rồi, bên này sao cao vậy? Ôi, sợ chưa, sợ chưa? Ông nhảy bên cây nè. Thấy chưa, bảo bên này có mèo mà. Ôi. Trời ơi. Cái tiếp theo tới 25.000 à. Bên này có mèo. Ủa. Tiếp theo 25.000 nhá. Ui giời. Làm sao làm. Rồi, ok, về đâu các bạn ơi. Yến về. Trời ơi. Ngon lành kinh đào bạn. Mẹo kia thì dùng hơi lâu. Bởi vì là có cái cây mà chúng ta cứ phải trèo trèo. Ui tăng kinh nghiệm 3 luôn à. Ui giời. Cái gì đây? Xịn đấy nhờ. Khả cứ ngồi đây mà gì vậy? Nãy giờ mình chưa có may mắn, chưa có cái gì luôn à. Thế nên nên mở được cái gì? Anh cứ ngồi đấy. Tay mới chịu tiền chứ tăng tóc không à. Ui giời. Tôi nhảy sắp một mạch là lên được luôn đấy các bạn ơi. À luôn tính ra là đã có nhảy cao level mấy đây. Ui giời. Không đếm được luôn. Nói chung là đếm không xuể luôn. Ui trời ơi, nhìn nha, nhìn nha. Ui trời ơi, hình như được luôn rồi bạn ơi. Thôi. Tập này đỡ mất thời gian các bạn ơi. Đây, nhảy kiểu này cho nhanh. Ui trời ơi, nhảy kiểu này cho nhanh các bạn, đỡ mất thời gian. Ui trời ơi. Mà khoái khoái chảy nước miếng. Rồi, chúng ta sẽ cứ 25.000 mình sẽ về. Ui. Wow. Đấy, các bạn thấy không? OBS 25.000 à? Đúng rồi, 25.000 nó rẻ mà, có 25.000 mấy. 5.000 á thì thôi về mở luôn ông tí chủ tiền. Ok hả? Thì đã tính trước cái việc chủ tiền thế này này, hôm nay hack sao các bạn ơi, sao tính nhanh thế à? Cái gì trời ơi, nguy hiểm quá bạn ơi. Tính hết rồi. May mắn hiểu không? May mắn này. Tôi không có tin. May mắn. Mắn không? Wow. May mắn không? Woohoo. Tăng kinh nghiệm ba. Úi giời. Cái gì anh? Ôi cái gì thế nhờ? Tăng kinh nghiệm ba. Ok, hết đấy nhở. Nhưng mà tăng kinh nghiệm 3 nó vẫn thế à? Đâu,
tăng kinh nghiệm đấy. Gấp 3 lần. 2 level này. Gấp 3 lần gì? Trời. Nó vẫn cộng 2 level vừa lấy banh kinh nghiệm 2 nó vẫn cộng 2 level. Thế nào để nút thử lại nhá. Ờ nhá. Cộng 2 vẫn cộng 2. Ok ạ. À, ok nhờ. Hết lùa à? Bịp à? Ôi trời ơi, bịp rồi bạn ơi. Hóa ra tất cả chỉ là giả dối các bạn. Thả luôn tạm tôi nghĩ hưởng hóa ra là vẫn thế. Ờ à, đấy nha xem nào. Ở bên kia là cánh cổng tiếp theo cần bao nhiêu tiền đấy? Mình không để ý bạn. Cần 3 tỷ. 3 tỷ à? Ok, ok. Còn 150.000. 150.000 cả. Ok, mình để được một nửa bạn này, một nửa rồi. Ui, mình hiện tại đang 200 gọi là 271 level. Ui giời. Anh nhảy phát lên luôn được rồi. Úi giời. Để cái lên luôn là đỡ mất thời gian đứng đứng ở trên cái cây tốn thời giờ bạn. Ai xin mượn cái chìa khóa mở coi mình coi thử được không? Ờ, tính ra là có chìa khóa là qua được đấy. Ôi giời ơi, thôi bảo Vanh đầu tư cho. Mua chìa khóa không? Em mua chìa khóa. Không, mua đâu, mua lấy gì bắt qua. Ừ, kìa. Nhưng mà có mua không? Bán 100.000. Không. 100.000 à, từ mua 50.000 bán 100.000 là vô lý bạn. Ui, mở 5.000 cộng 5.000 quá là mảnh luôn. Thế xịn rồi. Ui. Thùng lỗ là được rồi. Ui giời ơi, tôi nhảy gọi là vượt cả bờ lắc rồi các bạn thấy không? Ủa thằng cái điểm nó cũng nhiều. Oh my god. Oh my god, 700 tiền. Oh my god, 2.700. Ui dồi, 2.500. Ui dồi. Ui dồi. Bạn thấy không? Nhàng cái được 120.000 rồi. Rồi vậy. Đấy đấy là mình có. Đấy, đấy là mình có mỗi may mắn 2 rồi nha. Chưa có may mắn 3 nha. Không may nhanh nữa. Đấy, vậy núp im im đấy. Im cái gì? Trừ 25.000. Ồ, may là mình không có đủ 25.000. Ơi, chúc mừng Vanh. À. Vanh đã đoán được tương lai rồi. Thẻ nó thành nghi lắm này, này sao có thể đoán được trước chưa? Vô lý. Không thực tế. Có lẽ Sunny đã dùng gọi là máy tính Casio 250 để bấm rồi. Ok Vanh. Ui, núp nhảy cao quá rồi bạn ơi. Chắc là mình phải sang bên kia gấp tôi. Chỗ này cao quá rồi. À, đến nóc rồi này, gần đến nóc rồi này. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Rồi, ok, đi vài đó. Đồ chung phép là qua bên này trước nha. 150.000 à. Ui, sời ơi. Ui, ôi, bên này map to này. Chết dở rồi. Ui, rồi, cuối cùng có được may mắn rồi. Wow, bên này cao thế à. Nhưng mà mình vẫn ăn được các bạn ạ. Để mình sẽ chạy ra chỗ gọi là nhiều nhiều đi. Chỗ nhiều nhiều. Ui, có một lóc cao nữa các bạn ơi. Cao cao tít chót vót lên đỉnh này cơ. Rồi, chúng ta sẽ. Ui, giời ơi. Ui, được các bạn ơi. Tính ra là đấy, chúng ta sẽ cứ quay hình như tăng kinh nghiệm chỉ áp dụng cho mấy cái nào mà tăng 4 thôi. À hả? Ừ, chứ mấy cái màu hồng vẫn bình thường. Ờ hả? Ui. Rồi, ok. Không phải đâu, cái được cái không đấy. Cái được cái không mà. Ui, mỗi bờ lóc ở đây được 9.000 các bạn ơi. Ui trời ơi. Ui trời, 10.000. Ui trời. À luôn chứ nhanh thế nhỉ. Ui giời, nhảy cao quá. Nhảy cao quá. Vẫn còn ở cổng 1. Ui. Đấy. Thanh niên không sao tí. Thanh niên Vanh đầu tư cho thanh niên kia đi. Còn gì núp đầu tư hoài rồi. Trời ơi đầu tư cho Khang đi. Banh đang định, Banh đang định nói tí nữa núp giàu được hưởng kế lại. Ui giời giàu gì cho Khang sang đấy cho đỡ buồn đi. Trời ơi. Nào cũng phải để mình đầu tư các bạn ạ. Thanh niên này chờ hóng suốt là hóng hoài. Không hóng mít không. Không. Ui giời ơi. Ui 11.000. Rồi ok. Núp sẽ về mở. Bảo rồi đừng mở bách. Mở bét giống Vanh. À thế đừng mở bét giống Vanh. Vanh ơi ơi đấy. Cảm ơn Vanh nhé. Lúc nào may mắn ba rồi. Cảm ơn Vanh. Ui giời ơi cho xin ké một phí coi. Phía à? Xin phía à? Vanh chuyển cho. Vanh chuyển cho Khang 50.000 được Vanh qua đấy coi. Ok. Có 20 luôn. 20 luôn. Okay. Quá đã luôn. 20 luôn. Mà lại bảo 50 chuyển 20. 50.000 cho 50, 20. Hay quá bạn ơi. Nhất Vanh. Ông ý là cho 20 đồng ấy. Ui giời ơi. Được bạn. Ôi giời. Đấy. Đấy chắc là mình sẽ gọi được 100.000. Mình sẽ qua bên kia mở luôn con pet 100.000 quá các bạn ạ. Thấy chưa? Banh mở không được phát là Banh phải kiếm tiền mở cửa luôn. Thả luôn cái này. Ai như Khang cao mấy quá. Lần Khang đúng bảo nha. Bây giờ dồn tiền. Dồn tiền vào mở con pet 100.000. Được mẹ à, được bay bay một phát thôi. Là cuộc đời nở hoa luôn. Ờ. Nở hoa luôn. Đúng. Nở hoa luôn đấy. Khang nên nghe núp. Mình nghe Banh. Nở hoa luôn. Ở 100.000 à. Ờ 100.000 nở hoa luôn mà. Nở hoa luôn. Trời ơi. Nở luôn. Ờ nở hoa luôn. Không biết tắt luôn. Nở hoa là sức này không về luôn. Uầy. Đấy núp ở đây kiếm ăn nhẹ còn nhàng. Còn nếu mà không mở được thì héo hoa luôn. Ờ héo hoa. Hoa héo luôn. Hoa héo luôn. Hoa tàn luôn.
ui, thà nó trước khi nhảy cao phải hoát cả mắt qua đây chạy cũng khổ, mà bây giờ hôm nay chúng ta sẽ tham gia cuộc thi nhảy cũng khổ. Nhảy hoa mắt. Ờ, nhảy cảm giác nó cứ lên rồi lại xuống. Ờ, là hôm nay có bị xe không? Xe mà có chắc khóc nãy giờ rồi. Ừ, lên lại xuống bạn thấy không? Cứ lên lại xuống. Ta, ui, mình đã có 200... Ui, nhảy không tới à? Trời ơi, thế nên nhảy không tới à? Đi cắt bao nhiêu rồi? Phế. Nhá, cái này có chạy nhanh là hơi bị xịn luôn. Phế, okay. Nhảy không tới à? Ôi giời ơi, đúng à? Ôi giời ơi. Cái gì là thôi mà, kia nhảy. Quê. Tây Nguyên nói ra chỗ cửa này bên này cao dã man ạ. Ôi rồi ôi, bạn thấy chưa? Đây là cuộc thi nhảy chứ không phải cuộc thi kiếm tiền. Đừng có nghĩ tiền giải quyết được vấn đề ở bên này nhé anh. Trời ơi. Ôi rồi ôi, lúc kia nó 400 nghìn đúng không ạ? Tính ra là mình có thể để cho nó đây. Biến hình sắt cho Khang nhặt đấy còn gì nữa. Không cần. Qua đây ông làm kinh nghiệm thì nói đi. Đang bây giờ chẳng 300-400 kinh nghiệm rồi. Tính ra mình đã bây giờ mình đang nhảy lúc 300 kinh nghiệm với này này. Em 365 rồi. Ui ôi, đây nhảy mất cả kinh nghiệm mình quá ạ. Ghê thật. Cuộc đời thật là bất công. Người có tiền thì không được, không có nhảy cao, mà người có nhảy cao thì không có tiền. Ở đây gọi là người có kinh nghiệm mà không có tiền. Ờ đúng rồi. Rồi, mình qua được rồi. À, mình lại qua được rồi. Trời ơi. Nhảy được rồi. Ai nhảy được rồi. Nhảy được rồi. Thấy nhảy được rồi. Biết tưởng không được. Nhưng mà nhiều bà lóc là vẫn chưa được nha. Có nhiều bà lóc là vẫn chưa được nha. Đây luôn, mình nhảy vượt luôn các bạn ạ. Ui, núm 500.000 rồi. 11.000. Ui. Thế này tôi win luôn quá bạn ơi. Tôi nhảy cao quá trời này, nhảy chỗ này nhảy mắc luôn à. Ui. Nhảy qua mắc khác cũng được luôn rồi. Ui. Nhảy qua được mắc bao không? Nhảy qua được mắc khác luôn. Ôi cái này 300.000 chiến thắng luôn rồi bạn ơi. Thôi, ok, xin phép. Thôi, tao xin đi. Tây Nguyên Khang còn chưa qua cái cửa thứ hai. Cuộc đời thật là đắng cay. Ui, đây là gọi là... Rồi, ok bạn ơi. Rồi, ok, bên này là chúng ta 50 rồi. Ui, mỗi lần... Cái gì đây, sao mỗi giây được cộng 100.000 một ai? Ui rồi, đây để chuyển khoản cho Khang. Để Khang đỡ buồn các bạn nhé. Sao bên em không có gì có tiền á? Ok, chuyển khoản cho Khang 1 triệu. Ok. Đấy, Khang 1 triệu rồi. Ok, cho đỡ buồn. Tôi thắng trong cái cuộc thi, tuy nhiên Khang vẫn ở bên này các bạn ơi. Thật là đau lòng. Thật là đắng lòng các bạn. Không, giờ chuyển 1 triệu qua được rồi đấy. Qua đi rồi gì nữa. Qua đi. Ủa, chui đây chi? Ủa, thiện chua, cộng 300.000 chi trời. Qua đấy cho vui rồi này, qua đấy cho kiểu như là cảm giác của người chiến thắng. Đấy, tính ra vanh còn chưa được qua đấy. Khang ui dồi, vanh gà. Quá gà. Cái gì, vanh cần gì qua đấy. Vanh chơi để vui chứ, vanh chơi để thắng đâu. Vanh đừng có viện mình. Vanh đừng có viện mình. Chơi để vui thôi. Vanh im mồm đi. Đã, tôi sẽ mở em bay các bạn nha, mở bay. Ui, khả năng bay rồi, ui dồi rồi, bạn thấy không? Ai nhìn banh bở đúng một cái được bay luôn tí đâu. Đâu banh bở không cái. Đây. Ôi, chết đi cho nhanh. Thế luôn có khả năng bay xịn thật các bạn thấy không? Chậm quá. Ấy tăng lên 14 này giờ mới được. Nhìn đây này, một lần thôi, một lần duy nhất thôi. À một lần nào ok, banh chỉ còn thứ hai đâu không chạy. Đâu? Dạ. Ấy, ấn không? Mà nó không chạy. Anh vừa ấn được mà thanh niên nói gì? Thanh niên hết tiền à? 100.000, không phải 100.000, vay 111.000. 250.000. 250.000 á? 250.000. Giỏi rồi. Máy lừa. Máy lừa. Không để ý bởi vì lúc có tiền nhiều quá, lúc cứ ấn rồi. Quá là lừa. Ở lúc cho 150.000 đây, để mở đúng một quả. Đâu, gáy phải không? Ok, cho 150 đây. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, cho vay 150.000 xem vay được cái gì các bạn ơi. Gáy sớm ăn gì, trừ tiền này. Từ 250.000. Ơi, được thật ai ngay, thấy chưa? Thôi, ông lại điêu. Điêu? Yeah. Ông lại hack cái gì? Ông hack cái gì, ông mồm điêu với tôi à? Là, lúc bạn thấy ông dơ quá, không mở cái gì ấy. Mở đôi trừ 100.000. Đấy mà. Đấy, các bạn thấy không, tôi thấy mở tạch một cái ra không thấy cầm tờ giấy mà dám vào được fly, điêu thật sự. Không tin được các bạn ạ. Ok thì có lẽ rằng là cái clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc các bạn ơi. Đấy thì ngày hôm nay là bọn mình đã tham gia xong cái cuộc thi nhảy cao rồi các bạn thấy không. Đấy, nhảy rất là cao luôn, một cái lên nóc nhà luôn. Đó thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like cho kênh của mình nha. Và đừng quên là qua kênh của tất cả người trong nút team. Ấn đăng ký ủng hộ nha. Còn mình ra xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.
Bye bye. Bye. Ok, thì nếu các bạn đang xem video này mà yêu thích mình làm game mini gua và yêu thích game mini gua thì các bạn đừng quên là đăng ký kênh của mình. Đó là một kênh mới làm riêng biệt về mini gua các bạn nha. Thì kênh có tên đó là Nukti Gaming. Đó, các bạn có thể là tìm đường link ở phía dưới phần mô tả. Đó, đó chính là kênh mini gua của Nukti Gaming. Đấy, các bạn chỉ cần click vào là nó sẽ ra cái kênh của mình. Hoặc là các bạn có thể tìm kiếm ngay bên cạnh kênh của mình. Đây, đó chính là Nukti Gaming. Đấy, hiện tại là đang 10.000 sub hơn rồi. Thì các bạn có thể click vào đây và ấn đăng ký và ấn vào cái chuông đấy để nhận được những thông báo mới nhất các bạn ơi. Ấn tất cả để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video vào lúc 2 giờ chiều nha các bạn. Kênh này dành riêng cho mini gua, thế nên là bạn nào yêu thích mini gua, yêu thích mình thì nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.